chào tất cả mọi người. Hôm nay là tháng 9 năm 2023 và Phước Sửu sẽ cùng với mọi người review lại để xem cái tiến độ mới nhất của dự án Zaga Nhà Bè của đầu tư GS Hàn Quốc tại Nhà Bè đã hình thành tới đâu rồi và hoạt động quản lý cư dân có tốt hay không, đơn vị nào quản lý. Và mọi người biết đến Savo là một đơn vị quản lý khá tốt và hiện tại Savo đang quản lý và triển khai những cái cơ sở tiện ích hạ tầng của khu dân cư Zaga Nhà Bè. Thì cái dòng sản phẩm mà Phước Sửu đang chi tiết đến quý anh chị đó là một dòng sản phẩm shop house. Thì nơi đây cũng có khá nhiều hộ vào kinh doanh mua bán rồi. Như phía trước của mọi người là một cái quán cà phê e-coffee đã đưa vào hoạt động và có nhiều cửa hàng trang trí nội thất kinh doanh mua bán đã đưa vào hoạt động. Và sản phẩm thứ hai đó là nhà phố. Ở đây thì những cái căn nhà phố được rao bán tầm khoảng từ là 13 tỷ rưỡi đến 15 tỷ tùy vị trí và căn gốc của căn thường. Ở đây thì mức giá cho thuê của căn nhà phố dao động tầm khoảng từ 25 đến 35 triệu một tháng. Căn nhà phố được thiết kế gồm một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái với diện tích là ngang 7 dài 17 và một cái dòng biệt thự đơn lập 250 m² và đơn lập 350 m² có mức giá cực, gọi là cực sàn, gọi là đang giảm cực sàn luôn. Quý chị khi mà mua vào sở hữu ở đây thì không phải là phải trả một mức giá cao giống như cái mức giá của năm ngoái. Mức giá dao động bây giờ tầm khoảng từ 26 đến 30 tỷ thì quý chị có thể sở hữu một cái căn biệt thự đơn lập tại nơi đây rồi. Và một cái dòng sản phẩm gọi là limited với 350 m² sân vườn và diện tích của căn nhà thiết kế là 15 nhân cho 30 sẽ đem đến cho quý anh chị trải nghiệm nhiều cái cung bậc cảm xúc tại những căn dinh thự tại nơi đây ha. Những cái căn dinh thự này thì nằm sát bờ sông luôn rồi. Cái góc máy quay của Phước Sửu đang di chuyển tại cái phân khu A331 và bây giờ là cái phân khu Phước Sửu sẽ di chuyển cái góc máy quay ra những cái căn dinh thự để giới thiệu cho quý chị những căn dinh thự gọi là bậc nhất tại GS Nhà Bè này. Được thiết kế tài tình và đem đến một không gian sống cực kỳ tuyệt vời. Diện tích của những cái căn dinh thự này là 15 nhân cho 30 và có thêm 30 đến 300 đến 400 mét vuông gọi là sân vườn đối diện bờ sông và được thiết kế gồm một hầm, một trệt, ba lầu như quý anh chị. Thì ở đây như quý anh chị nhìn thấy những cái căn này là gọi là thông tầng và có một cái mặt sau nhìn trực diện về bờ sông và nhìn qua bên kia là một cái dãy biệt thự của phân khu 2. Những cái căn dinh thự limited này thì được đang chào bán với mức giá tầm khoảng hơn 60 tỷ đến hơn 70 tỷ một căn. Cũng mức giá cũng gọi là thấp hơn nhiều so với giá năm ngoái. Thì quý anh chị cần thêm những cái thông tin về những sản phẩm limited này, những cái căn nhà phố với tầm khoảng hơn 10 tỷ với những căn shop house tầm khoảng là 17 18 tỷ thì quý anh chị đừng ngần ngại, hãy inbox ngay cho Phước Sửu Sale Talk like bên dưới. Phước Sửu sẽ chi tiết đầy đủ hơn và cập nhật cho quý anh chị một lô hàng mới nhất, chi tiết và những cái sản phẩm gọi là ngọt ngân hàng để cho quý anh chị lựa chọn. Nơi đây là một nơi an cư lạc nghiệp, đầu tư sinh lời và nơi đây là một nơi quý anh chị có thể là thả hồn với thiên nhiên, gọi là thư giãn sau những cái giờ làm việc mát mẻ tại resort 5 sao đẳng cấp nhất tại Nhà Bè này. Và quý anh chị muốn mua trực tiếp chủ đầu tư thì còn chừng chừng gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để chuẩn bị cho một cái phân khu mới nhất là phân khu Zai Edu County. Với phân khu này thì tầm 42 hecta cho ra nhiều cái căn biệt thự đơn lập, song lập và những căn dinh thự sát bờ sông và đồng thời cho đây cho ra thì khá nhiều dòng căn hộ cao cấp nhưng mức giá cực kỳ gọi là trung bình để cho quý vị lựa chọn. Nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp, đừng ngần ngại, hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Phước Sửu có một văn phòng ngay tại GS Nhà Bè sẽ luôn luôn chào đón cho quý chị và hỗ trợ cho quý chị đi xem 24/7 để quý chị cảm nhận nơi đây chính xác là một nơi đầu tư, là một nơi phú mỹ thứ hai, là một khu đô thị thông minh bậc nhất tại Nhà Bè và có thể là sánh bằng với những khu đô thị trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị nhiều lần sau.
Quốc Sửu luôn luôn đồng hành và đưa đến cho quý vị nhiều cơ hội đầu tư mới nhất tại Nhà Bè này nhé.